Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Qua hơn 3 tháng của năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.600 tỷ đồng. Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm giải tỏa các nhà xưởng xây dựng trái phép. Bước đột phá trong cung cấp nước sạch ở tỉnh Hưng Yên. Nhân rộng các địa chỉ sản xuất thực phẩm an toàn phục vụ nhân dân. Cựu chiến binh Đỗ Văn Khoa ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ làm giàu từ phát triển nghề cơ khí. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La. Cùng đi có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại tỉnh Điện Biên, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, là nơi yên nghỉ của hơn 600 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó, có nhiều liệt sĩ là người con quê Hưng Yên. Cùng tham gia với đoàn vào dâng hương có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Sau khi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm, đoàn thắp hương tri ân và tỏ lòng thành kính trước những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã viết vào sổ lưu niệm tại Nghĩa Trang với nội dung: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên vô cùng biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. Các liệt sĩ đã hy sinh để lại cho những người cha, người mẹ, người vợ, người con và người thân ở quê nhà sự nhớ thương. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày một giàu đẹp văn minh, hiện đại để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và tìm hiểu lịch sử tại các di tích lịch sử thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ như Tượng đài Chiến thắng, Đối A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và đoàn công tác kính cẩn tưởng nhớ đồng chí Tô Hiệu, người cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cũng trong chuyến công tác, tỉnh Hưng Yên đã có một số hoạt động ý nghĩa như tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ khuyến học của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La, quỹ học bổng Tô Hiệu. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của 161 học viên là cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Lớp học trang bị nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến nghiệp vụ công tác hội như hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng dẫn phụ nữ khởi nghiệp, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các báo cáo viên cần nghiên cứu, chia sẻ nghiệp vụ công tác hội gắn liền với thực tiễn hoạt động tại cơ sở, học viên nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, chú trọng nắm bắt kiến thức, tăng cường trao đổi giữa báo cáo viên với học viên với học viên để lớp học đạt hiệu quả cao. Đồng chí nhấn mạnh thông qua lớp học, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở sẽ có thêm kiến thức cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và tổ chức tốt các hoạt động phong trào phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chương trình xin chuyển sang những thông tin về kinh tế.
Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 3.600 tỷ đồng với nhiều sắc thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt gần 2.500 tỷ đồng, thu từ hải quan đạt gần 1.100 tỷ đồng. Với kết quả này, thu thuế hải quan tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đối với các sắc thuế từ thu nội địa, nhiều sắc thu đạt cao so với cùng kỳ năm trước như thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 200%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 101,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt 248%. Ngoài ra các khoản thu khác như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đều đạt trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh nhiều, tiêu biểu như công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Aroma, công ty ống thép Hòa Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách đạt gần 13.000 tỷ đồng. Từ nhiều năm nay, nghề mộc ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ được các hộ dân duy trì và phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã An Viên hiện có 60 hộ làm nghề, tập trung nhiều ở hai thôn Nội Thượng và Nội Mai. Chủ yếu các hộ phát triển nghề mộc dân dụng với những đồ dùng bằng gỗ thiết yếu như bàn ghế, tủ thờ, cuốn thư, hoành phi, câu đối. Bên cạnh thị trường trong và ngoài tỉnh, nhiều hộ còn sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, các đồ vật trang trí bằng gỗ để xuất khẩu sang các nước châu Âu với giá thành cao. Một số hộ làm nghề với quy mô lớn như gia đình ông Lê Văn Vĩ, Trần Văn Nhật, Trần Văn Cung. Hiện nay nghề mộc ở đây tạo việc làm thường xuyên cho gần 300 lao động địa phương và một số xã lân cận với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Trở về địa phương sau những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, cựu chiến binh Đỗ Văn Khoa, thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã phát triển nghề cơ khí, tạo việc làm cho nhiều lao động. Năm 1984, cựu chiến binh Đỗ Văn Khoa trở về địa phương nghỉ mất sức với tỷ lệ 75%. Từ những kiến thức học được ở chiến trường, ông Khoa mở xưởng cơ khí sửa chữa máy xay, máy sát. Xưởng cơ khí hiện nay được ông đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại có giá trị như máy cắt, máy sấn đều có giá trị gần 2 tỷ đồng. Xưởng làm các sản phẩm như thùng, bệ ô tô, các sản phẩm cơ khí dân dụng và gia công cơ khí, doanh thu ước tính trên 100 triệu đồng một tháng. Hiện xưởng cơ khí của ông Khoa còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã tập trung thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Theo giai đoạn 1 kế hoạch giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xã Tân Quang tập trung xử lý 13 trường hợp vi phạm dọc tuyến đường huyện DH18 thuộc địa phận thôn Trí Trung. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà xưởng, lều lán kinh doanh với tổng diện tích trên 4.600 m2. Thời gian qua, xã Tân Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Kết quả, có 2 hộ đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, 6 hộ gia đình cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 22 tháng 4. Đối với các trường hợp còn lại, xã Tân Quang đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo đúng trình tự pháp luật. Sau khi hoàn thành, xã Tân Quang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xử lý các trường hợp vi phạm còn lại. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Hưng Yên có nhiều nhà máy nước sạch được xây dựng, đưa vào vận hành đã giúp nhiều hộ dân tiếp cận với nước sạch, góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình nước sạch của tỉnh đến hết năm 2020, 100% nhân dân trong tỉnh được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên có dây chuyền sản xuất hiện đại trên nền tảng công nghệ của Đức. Công suất hiện tại đạt 12.000 mét khối ngày đêm. Hiện nay, công ty đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ đường ống cấp nước tại các phường xã của thành phố Hưng Yên. Đặc biệt, từ đầu tháng 10 năm 2018, công ty đã đưa vào khai thác nguồn nước mặt sông Luộc để cung cấp cho nhà máy nước ở thành phố Hưng Yên thay cho việc sử dụng nước ngầm như trước. Buổi tối là cho nước vào một cái cốc thủy tinh trong, thì đến sáng hôm sau thì thấy nước vẫn trong. Đấy, thế là quá trình sử dụng thì mình thường xuyên mình vẫn cứ phải kiểm tra như thế, cho nên là tôi cũng rất là yên tâm. Để mở rộng phát triển hệ thống cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn, từ năm 2016, tỉnh Hưng Yên thực hiện quy hoạch phân vùng cấp nước, tiến hành xã hội hóa việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Các nhà máy nước mới đều xây dựng sử dụng công nghệ khai thác, xử lý, cung cấp nước tiên tiến, cho ra sản phẩm nước đạt quy chuẩn quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 30 đơn vị, doanh nghiệp quản lý 44 hệ thống cấp nước sạch tập trung đang hoạt động.
141 trên 161 xã, phường, thị trấn đã thi công lắp đặt cơ bản xong đường ống cấp nước đạt 88%. Tổng số đấu nối đã lắp đặt là 110.000 trên 300.000 hộ dùng nước sạch, đạt tỷ lệ 36%. Để nâng cao cái tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thì chúng tôi tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được cũng như là biết được cái lợi ích cho sức khỏe của con người, quản lý chặt chẽ, đồng thời là yêu cầu các cái đơn vị cung cấp nước là phải đảm bảo được cái chất lượng của cái nguồn nước sạch, ra các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thu hút các cái nhà đầu tư cũng như là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đầu tư về nước sạch trên địa bàn của tỉnh, có cái chính sách để tham mưu cho tỉnh ủy, ban dân tỉnh có cái cơ chế ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như là các cái gia đình chính sách, người có công để được hưởng ưu đãi đối với cái chương trình nước sạch của tỉnh. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu gia tăng, chất lượng nước thô suy giảm. Nước mưa cũng có nguy cơ ô nhiễm ngày càng tăng do ô nhiễm không khí. Việc thu hứng lấy nước mưa không đảm bảo vệ sinh. Do đó, việc phát triển rộng khắp mạng lưới cung cấp nước sạch đến tận thôn xóm ở hầu hết các vùng nông thôn đã tạo điều kiện cho người dân Hưng Yên tiếp cận với nước sạch, góp phần phòng chống bệnh tật, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, đến ngày 25 tháng 4, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ kết thúc. Các địa phương trên địa bàn tỉnh ta đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin. Đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 4, toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn trên 370.000 hộ dân, đạt gần 98% tiến độ cuộc điều tra. Trong đó, huyện Văn Lâm và thành phố Hưng Yên có tiến độ điều tra dân số và nhà ở nhanh nhất tỉnh, đạt tỷ lệ trên 99%. Các huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Yên Mỹ, Mỹ Hào đều đạt trên 97%. Có được kết quả này là do các địa phương đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, lên các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc tổng điều tra. Đội ngũ điều tra viên nắm rõ kiến thức về vai trò, nhiệm vụ cũng như những quy định về nghiệp vụ điều tra, quy định về phỏng vấn và ghi phiếu, sử dụng thành thạo phần mềm Capi trên máy tính bảng và thiết bị điện thoại thông minh để thu thập thông tin, số liệu. Hiện các địa phương đang nỗ lực tập trung lực lượng tiến hành gặp gỡ, phỏng vấn các hộ dân trên địa bàn, phấn đấu đảm bảo hoàn thành kế hoạch trước ngày 25 tháng 4 tới. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã đầu tư sửa chữa và xây thêm phòng học mới cho trường trung học cơ sở của xã với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Trường trung học cơ sở Quang Hưng đã xây dựng 30 năm nay nên nhiều phòng học của nhà trường đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Trước tình trạng này, năm 2018, xã đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để xây mới thêm 8 phòng học và 4 phòng bộ môn. Cùng với đó, cổng trường, phòng truyền thống được xây mới khang trang, khu nhà vệ sinh của thầy và trò được sửa chữa sạch sẽ. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và bắt đầu đi vào sử dụng. Trường đã trang bị nhiều phương tiện dạy học hiện đại, bao gồm 6 máy chiếu, 2 bảng tương tác và hơn 20 máy vi tính, lắp đặt hệ thống camera ở tất cả các lớp học. Vấn nạn thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường hiện đang gây lo lắng cho người tiêu dùng. Họ không biết tin tưởng vào đâu, lấy gì để đảm bảo khi thức ăn mình mua ở chợ có đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Xu hướng tìm kiếm và sử dụng thực phẩm từ các mô hình sản xuất thực phẩm an toàn ngày một tăng lên và bước đầu tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Theo số liệu thống kê trên cả nước, tính đến hết tháng 10 năm 2018, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xử phạt 99 công ty, đơn vị vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng trăm giấy phép đặc biệt liên quan đến quảng cáo các sản phẩm thực phẩm cũng bị thu hồi. Cả nước đã xảy ra 91 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hơn 2.000 người ngộ độc, trong đó có 15 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu, nấm độc. Tại tỉnh ta, năm 2018 đã có hơn 3.900 đơn vị vi phạm về an toàn thực phẩm, số tiền xử phạt là hơn 600 triệu đồng. Tình trạng thực phẩm thiếu an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ nêu trên đã và đang được bày bán tràn lan trên thị trường, khiến người dân không khỏi lo lắng. Chúng tôi thì là những người nội trợ, là đi chợ rất sợ là chọn một thực phẩm bẩn, sợ nhầm lẫn, về là không đảm bảo sức khỏe an toàn cho gia đình. Tôi đi chợ thì tôi vẫn phải tìm người quen để mua,
người quen cũng đã đảm bảo cho mình như thế. Người quen là một phần nhưng vẫn phải có cái tầm mắt quan sát của mình. Giờ đi chợ mua cái gì cũng sợ, thôi thì cứ ăn thôi. Đấy, chọn cái rau nào mà nó không mật quá, mà nó không dài và vươn dài và không mượt, thì mình mua cái rau nó hơi cằn một tí. Để bảo vệ mình trước vấn nạn về thực phẩm bẩn, nhiều gia đình đang đặt niềm tin vào các nguồn cung cấp thực phẩm an toàn khác từ siêu thị, trang trại, nông trại hay các cửa hàng thực phẩm hữu cơ. Hai năm gần đây, mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu của gia đình anh Hoàng Quốc Việt, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên được nhiều người biết đến vì cho ra sản phẩm an toàn, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Ưu điểm của việc trồng rau theo phương pháp thủy canh là có thể loại bỏ được nhiều loại sâu bệnh, cỏ dại và giảm chi phí lao động, cây phát triển tốt, độ đồng đều và tỷ lệ cây sống cao. Tôi đã dùng cái rau này rất nhiều tháng nay rồi. Chất lượng rau thì là ngon, ví dụ luộc lên thì nó có một cái nước xanh là nó ngọt, chứ nó không như các loại rau ở chợ mình mua về. Sau khi 2 năm triển khai cái thực hiện cái mô hình này thì cũng một điều rất là may mắn là cái lượng tiêu thụ ở trên thành phố Hưng Yên của tôi cũng là đảm bảo. Thì một số cơ quan trên địa bàn thành phố là cũng liên hệ để lấy rau của chúng tôi. Và qua nghiên cứu cái mô hình này thì một số người dân ở hộ gia đình là cũng liên hệ để tư vấn và cũng lắp hệ thống ở trên tầng thượng. Trong tương lai thì là cũng rất là muốn cái mở rộng cái mô hình này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang hình thành nhiều mô hình sản xuất nông sản theo hướng Việt Gáp nhằm tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như nhà sản xuất hợp tác xã rau sạch và thương mại Phú Thịnh của các hộ nông dân xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt thành phố Hưng Yên sản xuất rau theo công nghệ Nhật Bản, vân vân. Trong chăn nuôi có trang trại chăn nuôi lợn sạch của anh Đỗ Văn Chuyên ở huyện Yên Mỹ. Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn siêu Việt ở huyện Văn Lâm mỗi năm cung cấp hàng chục tấn thực phẩm sạch ra thị trường. Để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững ngành chăn nuôi, trồng trọt và chế biến sản phẩm sạch. Song sẽ không thể có thực phẩm an toàn nếu thiếu đi ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các nhà sản xuất và kinh doanh. Hiện nay tại nhiều cánh đồng trên địa bàn huyện Ân Thi cũng như ở nhiều huyện khác, tình trạng vỏ thuốc trừ sâu sau khi sử dụng vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người phun thuốc trừ sâu không thực hiện bảo hộ, không đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc và phun thuốc. Bên cạnh đó, người dân còn vô tư vứt vỏ thuốc ngay trên các mương nước, đường đi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của chính bản thân. Nếu không được thu gom xử lý, vỏ thuốc bảo vệ thực vật còn tồn dư lâu năm được vùi xuống lòng đất, gây ra những tác động xấu đối với môi trường đất, nước và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.